Good morning, Vietnam, America. Dũng Miên Thăng Ai chào gặp lại quý khán giả của đài VNTV trên băng tầng 57.3, 16.10 cũng như 26.9 trên Facebook, YouTube VNTV và trên website vntv.com. Đây là chương trình Good Morning Việt Nam America mỗi sáng từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được thực hiện cùng với bác sĩ y khoa Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Trước hết kính chào bác sĩ Võ Đình Hữu. Vâng, xin chào chú Biên và tất cả các biên tập viên cũng như là tất cả khán giả khắp nơi trên toàn thế giới qua TV, YouTube, Facebook và tất cả Internet. Chúng tôi xin thân chúc quý một ngày vui bên cạnh người thân và nhất là sức khỏe dồi dào để cùng nhau hoạt động cho đất nước. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Trước khi vào chương trình, cho phép chúng tôi được giới thiệu một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Gạo Banda được Certified Non-CMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Cảm ơn quý cơ sở thương mại bảo trợ và cảm ơn quý khán giả luôn ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã quảng cáo cũng như bảo trợ cho đài VNTV của chúng ta. Kính thưa quý khán giả, trước khi vào chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu trước cho quý vị là trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến trận chiến nước Nga xâm lăng nước Ukraine, những tin độc đáo mà quý vị rất khó kiếm ở những nơi khác. Chúng tôi tổng hợp để cho quý vị biết thêm những cái diễn tiến phức tạp của trận chiến này với sự đối đầu của Tây phương Hoa Kỳ và nước Nga. Và sau đó, đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, báo cho quý vị biết là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bị dư luận dân chúng Việt Nam đã phải trả lại lư hương trước tượng Đức Thánh Trần, đã chính thức khánh thành ngày hôm nay ở Việt Nam. Và trong khi Thủ tướng của nước Việt Cộng tới dự lễ để tưởng niệm những người lính của Bắc Việt chết vì quấn nhau với lại Trung Cộng năm 1979 với năm 1980 mấy đó, đại khái gặp ma với lại bên biên giới, rồi có một vị thứ trưởng, cựu thứ trưởng ngoại giao của nước Việt Nam đề nghị là lập tượng đài, xây dựng tượng đài để tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong trận chiến anh hùng Hoàng Sa năm 1974. Đó là phần của chúng tôi ngày hôm nay đặc biệt. Và sau đây đó, thưa bác sĩ Võ Đình Hữu và quý khán giả, Peter lấy dùng cái breaking news, hình breaking news 123 đó. Thưa bác sĩ, là chúng ta đều xem, đều nghe, đều biết được cái chuyện ông Tổng thống Zelensky, người hùng của thời đại, đã nói chuyện trực tiếp với lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Chứ không phải lần trước có một lần thượng viện thôi. Lần này là cả thượng nghị sĩ và dân biểu đều ở đó để nghe ông và đứng lên để chào đón ông. Thì ông đưa ra nhiều cái chi tiết rất là hay. Nhiều chi tiết là các đài, các báo quý vị cũng đã nghe rồi. Là ông nói rằng hàng ngày nước Mỹ đó là trong lịch sử có hai cái trận tấn công trần dâu cả để dẫn đến cái thế chiến thứ nhì là ở Hawaii đó. Người Nhật đã quấn bất thình lình vô hải quân Hoa Kỳ. Rồi lần thứ nhì là 11 Tây, ngày 9 Tây tháng 11, 11 Tây tháng 9 nhé, là cái 9 nay quanh quanh đó. Đúng rồi, 11 Tây tháng 9. Thì ông nói là quý vị bị có một lần thôi, trong khi đó đó Ukraine chúng tôi bị hàng ngày, thì bây giờ quý vị làm sao? Chính vì điểm đó, thưa bác sĩ, đây là bản tin mà tôi rất là mặn mà đưa lên buổi sáng hôm nay cho quý vị thấy là những cái bí mật của chiến tranh lần lần nó tiến ra. Bây giờ Peter lấy dùm cho breaking news hình 1
2 và 3. Đó, quý vị nhìn thấy, đây là vũ khí nào là vũ khí của Mỹ và Tây Phương tiếp tế vô cho nước Ukraine rồi. Và Ukraine đương quánh lại, tức là phản công của Nga. Mà Nga chết bữa nay chết tới 4 ông tướng lận, chứ không phải 2. Đó, tức là 1/4 tướng, họ tất cả 20 tướng đi vô quánh trận. Mà bây giờ chết 4 ông rồi. Chút xíu chúng tôi có tin chi tiết. Bây giờ cái tin này là những cái vũ khí này là cái gì? Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Zelensky có bài phát biểu cảm xúc trước Quốc hội Hoa Kỳ và kêu gọi Hoa Thịnh đốn viện trợ quân sự nhiều hơn, Tổng thống Biden đã nhanh chóng đưa ra danh sách các vũ khí và thiết bị quân sự mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine để đối phó với chuyện Nga xâm lăng. Gói viện trợ này trị giá 800 triệu Mỹ Kim tập trung vào các loại vũ khí và quân đội Ukraine đã và đang sử dụng hiệu quả để chống lại nước Nga. Bây giờ quý vị nhìn thấy trên màn hình của chúng tôi là những vũ khí như thế nào. Đây là những vũ khí mà trong những ngày tới, ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, Tòa Bạch Ốc, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ giao là 800 hệ thống hỏa tiễn phòng không Stinger, tức là có rồi, bây giờ gửi thêm, tiếp viện thêm. 2.000 hỏa tiễn chống tăng Javelin, 1.000 vũ khí chống giáp nhẹ, 6.000 vũ khí chống tăng di động AT-4, 100 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật, mà theo giới ngoại giao Mỹ đó chính là Switchblade, một loại UAV tấn công tự sát cỡ nhỏ phát nổ khi chạm mục tiêu. Tức là máy bay này là không cần bấm nút, nó chạm bất cứ cái gì là nó nổ liền. Cái này là chặn đứng được nước Nga. 100 súng phóng lựu, 500 súng trường, 1.000 súng lục, 400 súng máy và 400 súng ngắn. Hơn 2 triệu viên đạn cỡ nhỏ, đạn phóng lựu và đạn cốt, đạn súng cối. 25.000 bộ áo giáp và mũ bảo hiểm, tức là mũ chống đạn đó. Và Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ 1.2 tỷ về an ninh cho nước Ukraine, bao gồm 600 hệ thống tên lửa phòng không Stinger, khoảng 2.000 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, 6 máy bay trực thăng Mi-17, 3 tàu tuần tra, 4 radar chống pháo và máy bay không người lái, 4 hệ thống radar chống súng cối, 200 súng phóng lựu và đạn dược, 200 súng ngắn và 200 súng máy, gần 40 triệu viên đạn cỡ nhỏ và hơn 1 triệu viên đạn dành cho lựu pháo và súng cối, 70 xe bánh lốp đa dụng cơ động, viết tắt là HMMWV và các loại xe khác tương tự, các hệ thống thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, áo giáp, mũ bảo hiểm cùng một số thiết bị chiến thuật khác, thiết bị quân y hỗ trợ điều trị và sơ tán, thiết bị rà phá bom mìn và vật liệu nổ, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu phân tích. Quý vị nhìn thấy tình hình chiến sự ở bên đó, thưa bác sĩ Võ Đình Hữu và quý khán giả. Bây giờ là bên Ukraine ở cái thế là chủ động phản công chứ không có rụt rè, tức là đã nhử nước Nga vô được rồi, lính Nga vô trong rọ rồi, bây giờ dùng vũ khí tối tân này để bắn, để giành lại những cái nơi mà bị quân Nga chiếm giữ. Thưa mời bác sĩ. Vâng, chúng ta thấy không những là cái vũ khí Hoa Kỳ viện trợ ghê gớm, mà ngay Anh cũng là viện trợ vũ khí, thì trong này mình không cái tên không nói, nhưng mà quý vị thấy là trong cái bài diễn văn của ông Durant đó, và cũng phỏng vấn trên TV đó, thì ông tổng thống của Joe đã cho hay rằng là ông đã và nhiều người, mà đây tôi nói thêm vì mình anh Chu Bi nói về Mỹ rồi, thì những người lính của UN đã nói là God save the Queen. Là vì sao? Là vì họ đã dùng những cái súng của Nga để bắn lại những cái chiến của tụi Nga, dùng súng Anh bắn cho Nga. Và với vũ khí tối tân này mà Mỹ cho Stinger, Javelin, thì hai cái đó rất là hiệu quả, nhất là máy bay không người lái mà phát nổ khi chạm mục tiêu đó. Thì chúng ta phải coi trong cuộc chiến này so sánh cái sự tối tân của vũ khí Tây Phương và vũ khí của Nga. Nếu cái này mà Nga không có nhiều vũ khí mạnh hơn để chống lại những cái này đó, thì tôi nghĩ rằng
cái sức mạnh của Nga rất là yếu. Và cái tình hình mà trên 20 ngày rồi mà đánh Nga đánh Ukraine mà không chiếm được Kiev và chỉ chiếm một vài thành phố nhỏ, chứng tỏ sức mạnh quân sự của Nga không mạnh như chúng ta tưởng. Và nhất là làm sao mà để 4 tướng bị chết trong cuộc chiến này rất là dở. Và quý vị thấy không những vậy mà cái cuộc chiến tiến cũng rất là chậm và không có được đạt với mục tiêu. Khi mới đánh thì Nga đã nghĩ thắng cái Kiev trong vòng vài ngày thôi, không ngờ bị sa lầy. Và nếu tình hình như vậy kéo dài đó thì chắc chắn rằng cái sự phản công của Ukraine sẽ tới thắng lợi. Và nhất là càng ngày vũ khí và viện trợ của Hoa Kỳ và Tây Phương càng nhiều đó, thì cuộc chiến thắng tự vệ quân dân Ukraine sẽ tới một ngày gần đây. Trừ khi có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất là Nga điên cuồng dùng vũ khí hóa học, là vì Tổng thư ký của bên Liên Hiệp Âu Châu đã báo động Nga có thể dùng vũ khí hóa học. Vì sao? Vì Nga đã nói rằng bên Ukraine đang thử nghiệm những vũ khí hóa học. Thì họ được đổ thừa như vậy hoàn toàn sai lầm, nhưng mà họ có thể dùng cái cớ đó để dùng vũ khí hóa học. Thứ hai là Nga đã kích động hệ thống hạt nhân. Thì nếu mà vào bước đơn cung mà Nga dùng hạt nhân thì cái đó mình không lường được. Thành chữ hai cái vấn đề mình suy nghĩ và lo ngại: vũ khí sinh hóa và vũ khí hạt nhân. Nếu Nga vào cái đường cung mà dùng hai vũ khí đó thì mình không biết cuộc chiến này sẽ xảy ra và như thế nào. Mình dùng em. Vâng, từ tin tiếp tục là tin số 1. Peter lấy dùng tin số 1. Thưa quý vị, các hãng truyền thông quốc tế, đặc biệt là BBC, đã loan tin và hình ảnh đầy đủ của 4 ông tướng của nước Nga đã bị quân đội của Ukraine giết chết, tức là tử trận đó. 1/4 số tướng lãnh chỉ huy của Nga đã chết, thì thấy cái trận chiến này ghê gớm lắm. Đây là tướng đầu tiên, là ông Elitmityap, tư lệnh sư đoàn súng trường cơ giới số 150 của Nga. Thiếu tướng Oleg này được cho là người đã bị giết ở Mariupol, thành phố phía đông và miền nam Ukraine, nơi đang có những trận giao tranh khốc liệt. Vị tướng thứ hai là Andrei Kolinichkov. Peter lấy dùm cái hình tin 1, Peter. Tư lệnh quân đoàn Liên quân 29, thì ông này đã chỉ huy quân đoàn 39 đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh vào ngày 11 Tây tháng 3. Và người thứ ba là Vitali Gerasimov, tham mưu trưởng quân đoàn 4, bộ binh 41. Ông này là tham mưu trưởng bị giết vào ngày 7 Tây tháng 3. Và ông cuối cùng, ông tướng thứ cùng là Andrew Sukhovetsky, phó tư lệnh sư đoàn bộ binh 41. Ông này là thiếu tướng đã bị lính bắn tỉa giết chết ngày 3 Tây tháng 3, tức là tới nay là có 4 người đã được xác nhận rồi. Phía Nga cũng đã xác nhận cái tin này. Trong khi đó đó thì thưa quý vị, chúng ta nhìn qua màn ảnh, chúng ta nhìn thấy rõ ràng là hôm trước nay thấy rất rõ ràng về nước Nga đã không kích cũng như là thả bom vô khu vực dân cư, vô nhà thương. Lần trước mình cũng đã nói rồi, chúng ở dưới nó có hình mấy ông tướng luôn đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đó, ngày hôm qua, sở dĩ mà Tổng thống Biden ông nói liền lên án là tội phạm chiến tranh, Nga là tội phạm chiến tranh, Putin là tội phạm chiến tranh. Thì chúng ta biết là ngày hôm qua là bên Nga thả bom vô ngay cái rạp hát mà đang có người ở trong đó và bị chết rất là nhiều người. Chính hình ảnh đó gây xúc động và làm cho thế giới lên án, đặc biệt là Hoa Kỳ. Chứ mời bác sĩ. Vâng, tôi vấn đề tôi thấy là thật ra khi mà nghe đó 4 tướng Nga mà bị giết chết đó, thì trong cái nó tôi cũng thấy có cái thấy cũng người Nga cũng ghê gớm, là đi tướng đi đánh trận mà vẫn đi những đi xung phong đồng quân. Thì thường thường là tướng bao giờ mà đi đâu mà để mà bắn thì chết về đâu. Thì tôi thấy cái này cũng lạ, là 40 tướng mà bị chết rất là khó nha. Mà đây 4 ông bị giết chết hết, thì chứng tỏ quân Nga tấn công rất là mãnh liệt. Và tướng của họ vẫn đi hành quân chung với quân lính, chứ không phải là những tướng thường là ở hậu cần đồ chẳng hạn, chứ đâu có đi mà hàng đầu. Thành cái này là một cái cuộc chiến rất rất đậm ác liệt.
Thứ nhất, thứ hai đó là quý vị thấy rằng là khi mà pháo kích như vậy thì bây giờ tôi nghĩ rằng Nga đã pháo kích bừa bãi, chứ họ cũng không thể biết rằng là pháo kích vô cái Rafah. Nếu mà họ biết được Rafah pháo kích đó, thì họ quá giỏi đi. Thành tôi nghĩ đây là một Nga một tới bước đường cùng rồi, pháo kích bừa bãi, không cần chỉ pháo kích vô cái thành phố đó là được rồi, chứ họ đâu không biết là mục tiêu đâu. Trong khi Mỹ, tôi nhớ Mỹ trong cái máy bay mà cái drone không người lái đó, Mỹ làm rất chính xác. Vì nhớ là cách đây mà thời Tổng thống Trump không? Ông đã giết một vị tướng quan trọng của trong cái nhóm ở Trung Đông, mà tướng mà tướng lãnh quan trọng mà đang đi trên đoàn xe, mà bên này drone phóng xuống giết ngay tại chỗ. Đó là Mỹ có tình báo và hướng dẫn chính xác. Còn bên Nga này tôi thấy phóng bừa bãi, cứ bắn không biết là chúng là vô ăn thua vô cái vùng đó thôi. Thành đây là một tội phạm chiến tranh, họ không care cái bắn đó trúng là thường dân, trúng mà nhà thương, trúng người khác. Đó, thành cái đấy là rất là một tội phạm mà chúng ta cần lên án. Vâng, thưa cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hưởng. Chúng tôi sẽ nghỉ vài phút để đài quảng cáo, sau đó chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị. Good morning, Vietnam, America. Good morning, Vietnam, America. Cảm ơn quý khán giả vẫn còn ở đài VNTV của chúng ta. Trước khi vào lại chương trình cùng bác sĩ Võ Đình Hưởng, cho phép chúng tôi cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Odyssey Israel là một văn phòng uy tín lâu năm, đã được sự tín nhiệm thương yêu của đông đảo quý thân chủ, quý đồng hương. Odyssey Israel có bán đủ loại bảo hiểm như bảo hiểm nhà, xe, thương mại, Walker-Kerr, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác. Đặc biệt, văn phòng Odyssey Israel có nhận làm luôn dịch vụ về DMV. Đến với văn phòng Odyssey Israel, quý vị hoàn toàn yên tâm bởi vì tại đây nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Odyssey Israel đã được đổi sang địa chỉ mới 14541 đường Brockhurst, thành phố Westminster, trong khu Kawas, lầu 2, căn C10. Điện thoại 714-839-1498, 714-839-1498. Cảm ơn quý cơ sở thương mại và tin rằng quý khán giả của đài ủng hộ cho những cơ sở thương mại này và các quảng cáo trên đài VNTV. Khi đến với các cơ sở thương mại đó, quý vị vui lòng nói rằng quý vị nghe đài VNTV, nghe trên truyền hình trực tiếp 3 băng tầng tại Orange County, tại San Jose và Las Vegas, coi trên Facebook, YouTube hay coi trên website vnatv.com. Quý vị nói như vậy thì giúp cho chúng tôi được thêm quảng cáo. Và một lần nữa cảm ơn quý vị. Bây giờ thì thưa bác sĩ Võ Đình Hưởng và quý khán giả, bản tin số 2 của chúng tôi ngày hôm nay, đây là bản tin mà 3 năm vừa qua dân Sài Gòn cũng như toàn dân Việt Nam khắp nơi, nhất là ở hải ngoại này, đều trông chờ, đó là việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã chính thức trả lại lư hương mà họ đã bí mật lấy đi rồi đem về ở trên đền thờ ở Hiền Vương, đền thờ Đức Thánh Trần ở trong đó. Bữa nay trong ban đêm họ cũng bí mật lúc khuya 3 giờ sáng họ đem lư hương để trả lại đền thờ, cái tượng thờ Đức Thánh Trần ngay con phố Bạch Đằng của chúng ta ở Việt Nam, trước cổng vào cái Bộ Tư lệnh Hải quân, viết vì còn nhớ. Peter lấy cho cái link của cái tin số 2. Kính thưa quý khán giả, báo trong nước ít nói đến cái tin này. Báo Tuổi Trẻ thì đầu tiên hết thì nói, bây giờ thì tới báo Nhân Dân sau khi khánh thành. Cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Nhật báo Nhân Dân, đã đăng cái tin mà quý vị nhìn thấy trên màn ảnh đó, là hình và tin cái chữ thành phố đó là Sài Gòn, và chúng nó đổi thành cái tên của ông già mà tội đồ dân tộc đó. Thì bây giờ chúng ta vẫn yêu cái tên Sài Gòn này hơn. Bản tin của báo Nhân Dân Cộng sản viết như sau: sáng ngày 17 tháng 3, Sở Xây dựng Sài Gòn tổ chức lễ khánh thành dự án chỉnh trang công viên Mê Linh và bến Bạch Đằng, quận 1. Dự án chỉnh trang này hoàn thành với quy mô chỉnh trang khoảng 1,6 hecta, trong đó có 8.700 mét đường dạo, sân sinh hoạt bằng đá granite núi lửa và 700 mét mảng xanh kiến có định hình không gian kiến trúc chuỗi hoa sen xuyên suốt công viên.
tạo không gian và tầm nhìn thông thoáng về phía bờ sông Sài Gòn. Công viên Bến Bạch Đằng sau khi chỉnh trang đã được lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, hệ thống chiếu sáng công viên, chiếu sáng mỹ thuật hiện đại và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cũng như gia tăng sự tiện nghi phục vụ công cộng và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực, đặc biệt vào ban đêm. Công viên Mê Linh hoàn thành với quy mô chỉnh trang gần 0,5 hecta được thực hiện sửa chữa nâng cấp nhằm tôn tạo đồng bộ cảnh quan cho khu vực, kết nối với cảnh quan trong công viên Bến Bạch Đằng đến cột cờ Thủ Ngữ. Hạng mục quan trọng nhất khi chỉnh trang công viên Mê Linh là trùng tu tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Do thời gian nên tượng bị thời tiết xâm thực có nhiều chỗ hư hỏng. Để trùng tu, thành phố đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tham vấn nhiều ý kiến từ các cơ quan chuyên môn, chuyên gia đầu ngành. Phần thân tượng đã được đục bỏ lớp vữa để bơm xử lý các vết nứt bê tông, quét chống thấm, trát vữa, thù điêu. Bệ đỡ tượng được đề xuất thay mới xử lý chống thấm bảo vệ mặt tường bao, khung bệ đỡ, thay hệ thống dây dẫn và đèn chiếu sáng tượng đài. Khu vực công viên quanh tượng đài rộng 3.300 m² được thay thế bằng gạch lát đèn Ganet tự nhiên. Công viên được trồng thêm nhiều cây xanh và nơi hệ thống chiếu sáng. Đặc biệt, báo Nhân dân đã viết như sau: đặc biệt, lư hương đã được thành phố Sài Gòn cung thỉnh về lại trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở công viên Mê Linh sau hơn 3 năm kể từ ngày di dời về đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thưa quý vị, đây là cái tin lần trước họ cho xe cần cẩu đến để lấy cái lư hương này đi trong ban đêm, tức là bí mật. Bây giờ lắp lại cái tượng Đức Thánh Trần, cái lư hương trước tượng Đức Thánh Trần đã nghĩa là tái tọa đạo lại, làm đẹp lại, thì họ cũng đem cái lư hương này một cách bí mật khoảng 3 giờ sáng đem tới đây để đặt vào. Thì đây cũng là cái chuyện họ cho biết đây là ý dân muốn thì họ đã nghe ý dân để họ làm. Nhưng mà chúng ta bác sĩ cũng đừng quên là cái bà mà phó chủ tịch của Sài Gòn lúc ông Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch đó, thì bà là cái người ký cái lệnh đó. Thì sau khi lấy cái lư hương chừng khoảng mấy ngày sau bà chết, thì người ta tin rằng cái chuyện là Đức Thánh Trần vật bà chết. À, cái chuyện này nó là cái chuyện nó xảy ra ở trong thời kỳ của chúng ta, không thể nói là không ai không tin được hết. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, thì bây giờ đó thì cái lư hương đem về lại, và cái dự án mà xây Đức Thánh Trần này rất là đẹp. Không biết là Cộng sản nó nói mà có làm hay không. Chứ thật ra tôi thấy dự án mà anh Dung đọc qua đó, thì nếu mà họ sẽ làm đúng như vậy đó thì sẽ rất là đẹp. Và đây là một dịp để chúng ta vinh danh và nhớ ơn Đức Thánh Trần. Quý vị biết rằng tôi có rất nhiều kỷ niệm với cái đền thờ Đức Thánh Trần ở Huế. Thành tôi đọc cái này tôi rất xúc động, và tôi mong rằng đây là những điều họ nói thật, và hy vọng rằng trong một cái công trình này sẽ được thực hiện trong ngày gần đây, và chúng ta sẽ có một đền Đức Thánh Trần khang trang ở cái công trường Mê Linh và nhìn ngay ra bến Bạch Đằng, rất là đẹp nếu mà đúng như vậy. Nhưng mà việc mà lư hương được trả lại là điều chúng ta rất vui mừng, là vì và cái tượng Đức Thánh Trần đã được tu bổ phần nào, thì chúng ta hãy cầu mong là cái này sẽ thành sự thật, và chúng ta sẽ có một cái tượng đài Đức Thánh Trần và một cái công viên rất đẹp về để tưởng nhớ công đức của Ngài, cũng như là để có chúng ta người dân có dịp đến chiêm ngưỡng và cũng như giải trí. Và đây là một cái khu mà ngay tại Bến Bạch Đằng sẽ là một nơi rất là, nếu đúng như vậy, sẽ thu hút rất nhiều du khách, không những ở tại Việt Nam mà ngoại quốc. Khi về Việt Nam chắc chắn những người khách ngoại quốc cũng sẽ tới thăm ở đây. Thì tôi hy vọng là cái công trình này sẽ được tiến hành cách đúng đắn và sẽ thành sự thật, và không biết bao giờ mới thành công. Nhưng mà tại thời điểm này chúng ta rất vui mừng là thấy lư hương đã được trở về cho cái đền thờ, cái tượng đài, và cầu mong Đức Thánh Trần sẽ gia hộ cho chúng ta trong những công cuộc để tranh đấu tự do dân chủ tại Việt Nam. Bởi vì một lát nữa sẽ có những tin tức mà chúng ta thấy rằng về vấn đề mà hải quân á, mà Đức Thánh Trần là thánh thổ đó, có những cái điểm mà rất là positive, mà một lát đây chắc Như Viên sẽ nói về những cái vâng. Những đó. Vâng. Bác sĩ có lẽ là bác sĩ không tin những
tin lời ông Tổng thống Thiệu, đừng nghe những gì Việt Cộng nói mà nhìn những gì Việt Cộng làm. Thì bây giờ chúng ta đã nhìn thấy Việt Cộng làm, tức là họ đã làm lễ khánh thành và tôi có cả video, tức là cái công viên mà họ làm tốn tiền này đó là thật sự ra tôi thì cái tính tôi có, nó thiệt tôi thấy sao nói vậy người ơi. Họ có làm có tốt là tôi khen liền, họ làm xấu tôi chỉ trích liền. Tôi mê ai mà người đó làm sai tôi vẫn chỉ trích, mà tôi ghét ai như Cộng sản với tôi là bất đội trời chung. Nhưng mà họ làm công việc này là một công việc làm tôi thấy là ý nghĩa. Tại vì sao họ giữ nguyên cái tượng của anh Phạm Thông và ông đề đốc Trần Văn Trơn năm 1967 khánh thành. Họ chỉ sửa bồi đắp vô những chỗ xi măng hư thôi, làm đẹp lại. Và ngày xưa mình chỉ để cái chữ là Trần Hưng Đạo, thì bây giờ họ thêm chữ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, đó là cũng trang trọng thêm. Mà anh thấy cái cảnh quan chung quanh rất là đẹp, phải khen. Tôi phải khen cái ông mà nào mà đưa ý kiến ra làm cái chuyện này. Vì và trong những ngày sắp tới đó tôi đọc nhiều bài người ta nói là Đức Thánh linh thiêng và họ phải làm, người dân bắt buộc phải làm điều này. Bây giờ thì Peter có thể lấy giùm cái tin số 2 của chúng ta ngày hôm nay, đó là tin ông Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam là Phạm Minh Chính đã đi ra để làm cái lễ tưởng niệm những người binh sĩ của Bắc Việt chết vì quánh Tàu ở hai nơi, một năm 1979 và một lần ở Gạc Ma năm 1980 mấy đó, tức là hai lần. Thì đây là lần đầu tiên một viên chức cao cấp của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên, nghĩa là thắp nhang làm lễ chính thức. Mấy lần trước là né, mấy lần trước là để cho một số người cấp nhỏ làm thôi. Bây giờ chính Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam làm việc này. Thì cộng với cái tin kế tiếp nữa đó là cái tin mà xây cái tượng đài Việt Nam Cộng Hòa Tứ Trần ở Hoàng Sa của mình năm 1974 đó, vinh danh những người đó, cũng vô cái hàng mà bên Việt Cộng người ta gọi là liệt sĩ đó, và làm tượng để tưởng niệm. Thì đó là chỉ mới là gợi ý thôi. Nhưng mà chuyện ông Phạm Minh Chính đó, đây quý vị nhìn thấy là ổng đi ở cái vụ Gạc Ma đó, thì mời bác sĩ bỏ được nước. Vâng, tôi hồi nãy tôi nói tượng đài rất linh thiêng đó. Thì không hiểu tại sao bây giờ lại là Thủ tướng Cộng sản lại tới để vinh danh những người ở Gạc Ma, hai cái đảo ở trong cái Trường Sa mà trong cái trận chiến năm 1988 đã bị Trung Cộng giết. Thì quý vị thấy từ tượng đài cho tới bây giờ cái vụ Gạc Ma này là họ bây giờ vinh danh những chiến sĩ hải quân này đã bị chết trong cái đó. Không những vậy mà ông cựu thứ trưởng của Cộng sản lại nêu ra một đề nghị, chúng ta cần phải vinh danh những chiến sĩ, những người lính của Việt Nam Cộng Hòa mà họ cũng bây giờ chưa liệt sĩ luôn, đã chết trong cái trận Trường Sa năm 1974. Thì bây giờ họ không cần biết đó là Việt Nam Cộng Hòa hay là Cộng sản Bắc Việt, họ chỉ nói đến người này là những liệt sĩ để chết vì đất nước, gìn giữ cái quần đảo Trường Sa. Vì thế, thành như vậy đây là một cái dịp mà tại sao trong vấn đề liên quan những cái ngày của Đức Thánh Trần, rồi bây giờ chiến sĩ hải quân ở Gạc Ma được vinh danh, rồi chiến sĩ của chúng ta ở Trường Sa cũng được là Trường Sa cũng được vinh danh nữa, thì đây chứng tỏ rằng không biết có những cái biến chuyển gì mà thấy rằng Cộng sản đã thay đổi thái độ, và họ lại còn cái kỷ niệm cái trận chiến mà 1979 cũng vinh danh nữa, mà cái kỳ trong đó là ông Nguyễn Xuân Phúc tới để vinh danh, còn này ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là những người đã chống lại Trung Cộng trong cuộc chiến đó. Thành ra nếu mình nghĩ cho cùng thì đây có những thay đổi về cách suy nghĩ của Cộng sản Việt Nam đã hơi trở lại, như là không đại chống Trung Quốc. Vì từ cái cuộc chiến ở biên giới cho tới Gạc Ma, cho tới cuộc chiến mà của người Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa, Trường Sa, là cái đó cũng là chống Trung Cộng hết. Thành không biết có gì thay đổi hay gì hay không, và không biết có sự chuyển hướng gì của Cộng sản Việt Nam đối với tình hình là ban giao trên toàn thế giới hay không. Nhưng mà chúng ta chờ xem. Cũng như Du Biên và chúng tôi nói, chúng ta không nghe những gì Cộng sản nói, mà chúng ta hãy nhìn kỹ và chúng ta hãy qua kỹ những gì Cộng sản làm trong ngày tới đây. Du Biên. Vâng, thưa quý vị, cái chuyện mà ông Thứ trưởng tôi Peter lấy cho cái tin số 3 tiếp theo đó, để nói về cái chuyện ông Nguyễn Định Binh này. Ông này đó là Thứ trưởng Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam. Bây giờ ông lớn tuổi rồi, thì ông về hưu.
mà ở Việt Nam đó về hưu mới dám nói, chứ còn không về hưu đâu có dám nói. Đây là cựu Thứ trưởng Nguyễn Đình Binh đề nghị xây tượng đài Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Hoàng Sa, như bác sĩ Võ Đình Hữu vừa trình bày đó. Chúng tôi cũng góp ý với cùng với quý vị là chúng ta biết là cái sự gia tăng cái giao thiệp giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam ít nhiều cũng đóng góp vào cái nhìn mới cho những người lãnh đạo Việt Nam. Và nhất là cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở Hoa Kỳ là cái khối người gửi tiền về cứu giúp cho Việt Nam nhiều nhất trên thế giới. Và chính đó là đồng tiền của người miền Nam, của người tị nạn Cộng sản mà gửi về giúp cho thân nhân, nhưng mà giúp cho thân nhân mà Cộng sản dùng cái tiền đó để một năm mười mấy tỷ đô la, năm nay lên tới 19 tỷ đô la, thì nó lớn đến cỡ nào, quý vị nhìn thấy không? Nó, bây giờ trận chiến lớn với Ukraine mà nước Mỹ mới có 13 tỷ 6, mà mình đó, mỗi một năm mình gửi về 15, 16 tỷ cho Việt Nam, thì mình viện trợ còn hơn chính phủ Hoa Kỳ nữa. Cho nên cái chuyện đó là chuyện phe, mình dùng cái chữ phe là bên phía những người lãnh đạo nước Việt Nam, đảng Cộng sản ở đâu, bất cứ ở đâu, họ cũng có lúc suy nghĩ đến điều đó. Người cũng vẫn là người thôi. Và cái sự thật đó không thể dối nhân dân được. Tại vì các anh nhận tiền của những người Việt Nam tị nạn mà các anh làm những cái chuyện xấu hổ cho cái đất nước Việt Nam, không nên. Vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, 74 chiến sĩ của chúng ta Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mà có thánh tổ là Đức Trần Hưng Đạo là việc nên làm. Chúng tôi mong rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thực hiện cái dự án này. Và chúng tôi sẽ nghỉ một vài phút cho đài quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại chương trình. Good morning, Vietnam, America. Good morning, Vietnam, America. Cảm ơn quý vị vẫn còn với đài VNTV của chúng ta. Trước khi quay trở lại chương trình, cho phép chúng tôi được một lần nữa cảm ơn vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Gạo Banda được Certified Non-CMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Cảm ơn quý cơ sở thương mại và tin rằng quý khán giả sẽ ủng hộ cho những cơ sở thương mại này. Và kính thưa quý khán giả, để tiếp tục phần thời sự ngày hôm nay, bản tin số 4, Peter. Tòa Công lý Quốc tế yêu cầu Nga ngừng xâm lược. Tổng thống Biden gọi Nga là tội phạm chiến tranh. Tòa án tối cao của Liên Hiệp Quốc về tranh chấp giữa các nước đã ra lệnh nước Nga ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự ở Ukraine, nói với họ rằng sự quan ngại sâu sắc về hành động sử dụng vũ lực của Mạc Tư Khoa. Mặc dù các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ này có tính ràng buộc, nhưng họ không có phương tiện trực tiếp để thực thi phán quyết. Và trong những trường hợp hiếm hoi trước đây, các nước bị phán quyết đã phớt lờ nó đi. Phán quyết nói rằng Liên bang Nga sẽ phải ngay lập tức đình chỉ các hoạt động quân sự mà họ bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 trên lãnh thổ Ukraine. Các thẩm phán của tòa phán quyết với tỷ lệ là 13-2. Tòa cũng nói thêm rằng Nga cũng phải bảo đảm các lực lượng khác mà họ kiểm soát hoặc hỗ trợ không tiếp tục chiến đấu mục đích nữa. Ukraine đã đệ trình đơn kiện lên tòa án này ngay sau khi cuộc xâm lược xảy ra ngày 14 tháng 12. Và khi tòa án người ta đưa ra là đã được chấp thuận vào ngày 16 tháng 3 và đưa ra phán quyết này. Thưa quý vị, Ukraine nói là không có mối đe dọa diệt chủng nào ở miền đông Ukraine và rằng công ước diệt chủng năm 1948 của Liên Hiệp Quốc mà cả hai nước đã ký kết không cho phép mở xâm lược để ngăn chặn diệt chủng,
các lực lượng chính phủ Ukraine đã chiến đấu chống lại phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở Donbass, miền đông Ukraine kể từ năm 2014. Kiev và các đồng minh phương Tây bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng họ đang tiến hành diệt chủng nhắm vào cộng đồng những người nói tiếng Nga ở khu vực này. Nga cho biết họ đã bỏ qua các phiên xử tại tòa án quốc tế, còn được gọi là tòa án thế giới. Khi ấy thấy sự vô lý rõ ràng của vụ kiện này, tức là phía Nga nói như vậy, thì họ nói cũng là ngụy biện thôi, nhưng mà tòa đã đưa ra phán quyết rồi. Thì thưa quý khán giả, cho dù rằng cái này là bắt buộc phải thực hiện, nhưng mà nước Nga bây giờ đương ở trong chiến tranh nó cũng nại cớ này, nại cớ kia. Chúng tôi hy vọng rằng khi đã có phán quyết thì trước sau gì nước Mỹ và Tây Phương cũng như tòa án quốc tế này bắt buộc nước Nga. Nhưng mà đâu có phải là bây giờ mới ngừng cuộc chiến mà nó không nghe thì làm gì. Đó là chúng ta nhìn thấy nó xảy ra. Cho nên những cái cơ chế quốc tế chỉ có nói bằng miệng không thôi. Chỉ có khi nào cầm súng lên để bắn phá hay là trừng phạt nó mới sợ. Vâng, trở lại cho bác sĩ. Vâng, thì nhưng mà đây là một chiến thắng về ngoại giao cũng như là chiến thắng về cái tâm lý. Thì như vậy chứng tỏ rằng trong cái 15 nước này, 13 nước đã đồng thuận lên án là Nga xâm lăng. Chỉ có hai nước không bỏ phiếu là Trung Cộng và Nga Xô thôi. Thì cái đó mình biết rõ ràng, kiểu hai chả lắm thôi. Thành ra, cái này là một chiến thắng về ngoại giao và một chiến thắng về tâm lý. Và quý vị thấy một cái sự đồng nhất, đồng thuận của cái tòa án quốc tế 15 người mà đã bỏ phiếu, đa số gần như tuyệt đối 13 trên 15. Thành ra, mặc dù có tòa án này không có quyền để chế tài hay là không có những cái gì, cái quân lực cái gì đó để bắt buộc người ta thi hành, nhưng mà điều đó chứng tỏ được trên một trận ngoại giao Nga đã thua quá và càng ngày càng bị cô lập, không những vậy về thị trường tài chính, về vấn đề ngoại giao, và ngay cả những cái nước không có liên quan gì tới Nga nhiều mà vẫn có chế tài. Quý vị có biết, có tưởng tượng Singapore mà cũng chế tài Nga, là một nước rất là nhỏ mà cũng là Nhật. Nó là Nhật lâu luôn luôn, anh chàng đó là rất là thủ khẩu như mình, và ít khi mà sau thế thứ hai ít khi mà về vấn đề quân sự gì mà dám nói để luôn luôn muốn giữ cái tự lập của mình, cũng là lời chế tài. Thành bây giờ cái thế giới đã quay lưng với Nga rồi, không sớm thì muộn thì Nga cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Và không những vậy, cái vấn đề tài chính chế tài các nhà tư bản lớn của Nga mới nguy hiểm, là những anh này tỷ phú bây giờ tất cả tài sản bị phong tỏa hết, họ rất là tức giận. Thành á, không những về trong nước người ta bị cái sự mất giá và nền kinh tế khó khăn, họ sẽ không bị, đây là nước cộng sản thì nếu nước khác là vung dậy và biểu tình lật đổ rồi, nhưng mà đây mình thấy cái lòng dân bây giờ bên Nga họ cũng đang rất chán ngán. Thành á, trong cái tiến trình này tôi nghĩ rằng Nga đã thua rất nặng và thua rất đậm. Bữa trước anh Dumien đòi cá, tôi hiểu, tới bây giờ tôi nghĩ không ai dám cá bên Dumien đâu. Ok, anh bây giờ đòi dám cá đâu, thấy không, 10 ăn 1 cũng ai cá đâu. Bây giờ trăm ăn một cũng được đấy. Vâng, thưa cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Bây giờ chúng ta đi tới một cái lĩnh vực. Chúng ta đã nghe tòa án, đã nghe đến các nước Tây Phương, đã nghe Hoa Kỳ phản ứng ủng hộ cho Ukraine rồi. Bây giờ thưa quý vị, ngay trong nước Nga người dân đứng lên, bị bắt mười mấy ngàn người rồi, và biểu tình liên tục khắp nơi trên nước Nga, và truyền hình cũng xuất hiện cô tổng biên tập, tức là chủ biên của chương trình của Đài Tiếng Nói nước Nga số 1, mà cũng đã cầm cái biểu ngữ mà đưa lên trên mạng mà chống ông Tổng thống nước Nga. Thì bây giờ đó, thưa quý khán giả, chúng ta thấy có những tù binh của nước Nga bị Ukraine bắt đó, họ lên video, họ xin lỗi và họ ăn năn hối lỗi vì đã quân kích vô trúng những nơi trường học hay là những nơi mà bệnh viện nhi đồng hay là rạp hát vân vân. Tức là những cái chuyện này liên tục xảy ra ở bên đất nước của nước Ukraine dưới cái cuộc xâm lăng của nước Nga và ông Putin. Bây giờ đó thưa quý vị, bản tin kế tiếp của chúng tôi cũng liên quan đến vấn đề chống nước Nga, mà cái tin này thì cái tựa đề của nó là chính thống giáo ở bên nước Nga đã ủng hộ cho ông Putin, ông thượng phụ Kriu đó, ông này 74 tuổi, bây giờ ông
ủng hộ cho ông Putin, gây cho cái sự chia rẽ trong chính cái nội bộ, chính thống giáo của nước Nga. Ở trong nội bộ của này và trong cái mối liên hệ, liên lạc của họ, đối với họ, đối với Tòa Thánh Vatican cũng bị trắc trở vì vấn đề này. Tôi nói trình bày với bác sĩ như thế này, trong tuần tới, lần đầu tiên là một vị giáo hoàng của La Mã là Đức Giáo Hoàng Francis tự ý làm Peter lấy dùm cho cái tin số 5 đó. Đó, thưa quý vị, tuần tới Đức Giáo Hoàng sẽ làm thánh lễ kêu là thánh hiến để nhắc lại cái thông điệp của Đức Mẹ Fatima. Cái này cũng giống như là hình ảnh của tin tưởng, giống như là đền thờ Đức Thánh Trần của Việt Nam mình vậy đó. Tức là vào năm 1917 tại Fatima ở nước Bồ Đào Nha, Đức Mẹ Maria hiện ra với ba thiếu nữ và đưa ra ba cái tiên tri. Ở trong đó cái điều tiên tri số 3 nó kêu là bí mật nhất, mà trước đây ông Giáo hoàng John Paul đệ nhị đó, ông cũng làm lễ này mà không dám đụng tới Nga. Lần này đó, ông Đức Giáo hoàng này, ông loan báo, Vatican News loan báo chính thức, tuần tới Đức Thánh Cha sẽ làm lễ thánh hiến để đem lại cái lời tiên tri về nước Nga đã tàn ác, đã giết giáo hội, đã tấn công người Công giáo, đã nghĩa là tội ác chiến tranh đó, nói chung là vậy, và sẽ tiêu diệt thế giới này. Cho nên Đức Giáo hoàng, đó là cái thông điệp của Đức Mẹ và Fatima. Đức Giáo hoàng phải hóa giải bằng cách là cầu nguyện để cho Putin sáng suốt, nước Nga thúc đẩy cho Putin chặn đứng cuộc chiến này. Anh thấy trong vấn đề tôn giáo thiêng liêng, nó có nhiều cái điểm mình không thể giải bày được. Năm 1917, Đức Mẹ hiện ra, nói với ba cô gái nghèo hèn, không có học thức gì hết, mà nói những cái điều đó người ta ghi lại từ năm 1917 cho đến giờ này, đến 100 năm, hơn 100 năm. Anh thấy không? Mà vẫn hiện ra là tiên tri năm nước Nga quấn Ukraine. Ukraine là một nước mà Công giáo rất là nhiều, nhất là dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ở bên đó, các cha dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam bên đó đầy hết. Mời bác sĩ. Vâng, cái này vấn đề về tâm linh rất là, chúng thấy rất là huyền diệu. 1917 mà bây giờ cái điều giải mã, cái điều tiên tri thứ ba đó đó, nếu mà nói đúng ra vấn đề Nga xâm lăng và đánh chiếm thế giới thì đó, cái buổi lễ này sẽ cho thấy rằng sự huyền diệu của vấn đề tâm linh. Và không những vậy, trong cái vụ này đó, Nga có một cái vấn đề rất là nan giải là cái Orthodox, giáo phái Orthodox Christian ở Nga đó, thì họ độc lập với lại Vatican. Thì ông Thượng phụ Kriêu này đó đã chuẩn bị có một cuộc họp với là ông Giáo hoàng. Hai người này sẽ họp với nhau trong vòng trong hình như là schedule là tháng này, nhưng bây giờ đã bị cái cuộc họp này không thành công được nữa. Là vì ông Thượng phụ của Nga này đang ủng hộ Putin cho cuộc chiến, trong khi ông Đức Giáo hoàng là chống lại cuộc chiến này. Do đó cuộc họp hai người không thành công. Nhưng mà cái vấn đề thánh hiến mà đưa ra cái điều giải mã điều thứ ba ở Đức Mẹ Fatima đó, thì chúng ta sẽ, mà cái này người ta đã nói rất lâu rồi, người ta đoán rất lâu là cái này một cái tin tức rất kinh hoàng, nói về một cuộc chiến rất kinh hoàng. Nếu thật là ám chỉ vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì đây là một vấn đề rất là tâm linh. Và hy vọng rằng nếu mà Đức Mẹ đã biết trước cái vấn đề này thì chắc chắn rằng Đức Mẹ cũng sẽ hướng dẫn làm sao để cuộc chiến này được chấm dứt. Vâng, nên mời Như Biên. Cảm ơn một Phật tử Võ Đình Hữu đã nhìn về một cái tin về tâm linh. Trong cái vấn đề chúng ta không có phân biệt tôn giáo, nhưng mà trong niềm tin, tín ngưỡng thì chúng ta biết rằng mỗi một vị thánh đều có những cái linh hiển, và chính mình đó thì mình đã gặp rồi mình mới thấy cái chuyện đó là có thiệt chứ không phải là huyền thoại viễn vông. Đó là chúng ta, ngay bác sĩ Bình Hữu và chúng tôi cả cuộc đời đã chứng kiến biết bao nhiêu cái điều linh ứng rồi. Bây giờ thì tới bản tin, chúng ta còn 2 phút để nói về bản tin này. Đó là Peter lấy dùm cho cái tin số 7. Cô Phạm Đoàn Trang của chúng ta được chính phủ Hoa Kỳ và đặc biệt đệ nhất phu nhân vinh danh là những phụ nữ can đảm nhất trên thế giới. Mời bác sĩ trình bày cái tin này. Chúng ta có 2 phút. Vâng. Vâng. Đây là mỗi năm á, thì Hoa Kỳ đều có một cái giải là giải phụ nữ can đảm nhất thế giới, International Courageous Woman of the Year. Đó. Thì quý vị thấy mà cái giải này rất đặc biệt là ông Tổng trưởng Ngoại giao sẽ làm chủ lễ,
và bà Tổng thống sẽ đọc tên 10 người được vinh danh. Chúng ta được hạnh diện có cô Phạm Đoan Trang được vinh danh trong giải 2022. Và chúng ta cũng nhắc lại rằng giải này cũng đã trao cho 3 người Việt Nam rồi. Những người trước đó được giải là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Tạ Phong Tần. Và đây người thứ 3 là Phạm Thị Đoan Trang. Mà thật, tôi thấy... phụ nữ không vậy? Không, cho vinh danh phụ nữ mà phụ nữ can đảm. Giải phụ nữ can đảm. Nhưng mà tôi thấy rằng tính đi là vì sao tôi nói là hơi buồn thôi. Là người ta nghĩ đàn ông là can đảm rồi. Không ai cho giải phụ nữ. Thành chỉ cho thân phụ nữ can đảm thôi. Tôi chưa giờ có là International Men Courage of the Year. Ok. Nhưng mà đây là vinh danh rất thành công cho phụ nữ Việt Nam. Và cô Phạm Trang, tôi thấy cô rất là xứng đáng. Cô đã từng qua Mỹ. Cô không chịu ở lại Mỹ mà vẫn chiến đấu tại Việt Nam. Và khi bị tù, cô nói xin giúp cho mẹ tôi và cho tôi một cái đàn thôi để tôi có thể giải trí ở tù, mặc dù tôi không muốn đi ngoại quốc, tôi chiến đấu tại Việt Nam. Đây hành động rất can đảm, và tôi cho không những người ta vinh danh mà chúng ta, người Việt Nam cần phải nhớ ơn và vinh danh những phụ nữ can đảm như vậy. Và chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta nếu theo gương Phạm Trang đứng lên chống lại ta quyền cộng sản thì chắc chắn là có ngày sẽ có sự thành công. Vâng. Tới đây đây còn khác gì, chúng ta xin thân chào quý vị và thân chúc quý vị cuối tuần thật vui của ngày người thân. Cảm ơn anh Du Miên, cảm ơn tất cả khán giả, cảm ơn tất cả mọi người trong đài. Vâng, cảm ơn bác sĩ, thân ái chào tạm biệt. Thank you.